Đào đất kiếm vàng. Mẹ, hay là con mời thầy thuốc tới khám bệnh cho mẹ nha. Thôi con ạ, mẹ nghỉ ngơi vài hôm nữa chắc sẽ khỏe lại thôi. Phú ông sắp trả tiền công tháng này rồi, nhận được tiền công con sẽ mời thầy thuốc khám cho mẹ. Con còn nhỏ, dù làm việc vất vả thì tiền công cũng không được bao nhiêu. Vả lại, tiền đó chưa chắc đã đủ tiền ăn cho mẹ con mình, chứ nói gì đến tiền khám bệnh. Con sẽ tìm cách, mẹ đừng lo nghĩ nhiều, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thôi. Cũng đã một tuần rồi, không mời được thầy thuốc thì bệnh sẽ càng ngày càng xấu. Mình phải làm sao để có tiền đây? Bác Tư ơi! Sao mọi người chưa làm việc mà tụ tập đông vậy ạ? Phú ông hôm qua đi thăm kho thóc thì làm rơi một chiếc đồng hồ vàng, nên ông ta dán cáo thỉ đó mà. Chắc ông ta quý chiếc đồng hồ đó lắm, nên ông ta mới thử 100 quan tiền cho ai tìm thấy nó chứ. 100 quan tiền ạ? 100 quan tiền đấy. 100 quan tiền, nếu có được số tiền đó, không những đủ để mời thầy thuốc cho mẹ, mà còn đủ tiền lợp lại mái nhà nữa. Mình sẽ tìm bằng được chiếc đồng hồ đó. Trời ơi là trời, chiếc đồng hồ thì nhỏ, kho thóc thì cứ mênh mông thế này, tìm đến bao giờ đây? Cứ tìm thì sẽ thấy, chưa chi cậu đã kêu trời bán đất rồi. Trời nóng lắm rồi, tôi về đây, không tìm nữa đâu. Tôi cũng không tìm nữa, tìm kiểu này đúng là mò kim đáy bể. Về thôi cháu, trời sắp tối rồi. Dạ, bác cứ về trước đi, cháu phải tìm bằng được nó. Thằng bé này thật là... mà thôi, tùy cháu, bác về trước đây. Làm thế nào để tìm được nó bây giờ? Ông ấy đến chơi ở kho thóc này, vậy thì nó nhất thiết không thể ở đâu ngoài nơi này được. Nhưng nó nhỏ thế, kho thóc thì to thế này. Mình tìm thấy rồi. Mình tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Thưa Phú ông, cháu đã tìm ra chiếc đồng hồ vàng ạ. Tốt, tốt, đây là 100 quan tiền của cháu như đã hứa. Để thành công không quá phức tạp như chúng ta đã từng tưởng tượng. Thật ra, chúng ta hãy tĩnh tâm lại, kiên trì, chắc chắn bạn sẽ lắng nghe thấy những âm thanh của thành công. Những chú gà thông minh. Đi cả ngày trời mà không tìm được con mồi nào, thế này thì ta sẽ chết vì đói mất. Khu rừng này bây giờ thức ăn đã cạn kiệt hết rồi. Ta không thể ở mãi trong khu rừng này được. Chắc ta phải đi xa hơn, may ra mới tìm được thức ăn. À, con mồi kia rồi, cuối cùng cũng tìm được. Một đàn gà béo mẩm. Hôm nay ta sẽ được một bữa no nê đây.
Ơi, cáo kia các cậu ơi. Hôm nay các ngươi sẽ là miếng mồi ngon của ta. Phải làm sao bây giờ? Con cáo sẽ ăn thịt chúng ta mất. Nào, đến lúc rồi. Bác cáo ơi, trước khi ăn thịt chúng tôi, xin bác hãy ban cho chúng tôi một ân huệ cuối cùng. Đằng nào thì bọn nó cũng chẳng thoát được. Cứ để chúng nó xem sao. Các người muốn gì? Xin cho chúng tôi được cầu nguyện trước khi chết. Cầu nguyện xong, chúng tôi xin đứng thành hàng để bác ăn thịt. Chết đến nơi rồi còn lắm chuyện. Thôi được, nhưng các người nhanh nhanh lên đây, ta không có kiên nhẫn đâu. Ôi, cảm ơn bác. Cục tác, quát quát. Cục tác, quát quát. Này, mình ơi, sao hôm nay đàn gà kêu ầm ĩ lên thế nhỉ? Không hiểu có chuyện gì. Các ngươi cầu nguyện sao lại kêu ầm ĩ như thế? Đấy là tiếng của chúng tôi, bác làm sao mà hiểu được? Thôi, đến lúc rồi, ta không muốn chờ nữa. Để tôi thử ra xem sao. Ôi, con cáo. Có cáo à? Đúng, nó đang định bắt gà nhà mình kìa. Mình bỏ tiếng thôi, để tôi xử lý. Đáng đời con cáo gian ác. Chuyện tình hoa ban trắng. Ôi, cây thuốc quý này hiếm gặp lắm đây. Là một cây nhân sâm, có lẽ cũng phải đến gần 100 tuổi. Mình phải cố lấy về làm thuốc cho cha mới được. Ôi, đừng sợ, hãy bám chặt tay ta, ta sẽ kéo nàng lên. Nàng ngồi nghỉ đi, nàng không sao chứ? Em không sao, đa tạ chàng đã có công cứu mạng. Ông về đấy à, mọi chuyện thế nào rồi? Bà lo chuẩn bị cho con ban đi. 3 ngày nữa nhà Tạo Mường sẽ sang hỏi cưới. Nhưng tôi sợ con ban nó không chịu. Chúng ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn... Không chịu là không chịu thế nào? Tôi đã nhận bên ấy 100 đồng bạc trắng và nhiều mẫu ruộng nương rồi. Thưa cha mẹ, con không lấy con trai Tạo Mường đâu ạ. Không được trái ý ta. Nhà Tạo Mường giàu có nhất bản, của cải ruộng nương nhiều không kể xiết. Nếu làm dâu nhà đó, con sẽ được ăn ngon mặc đẹp cả đời. Nhưng thưa cha, người con yêu là chàng Khum, con đã thề với lòng mình là đời này kiếp này chỉ yêu và cưới mình chàng thôi ạ. Thằng Khum ấy vừa không cha không mẹ, lại còn nghèo khổ nhất làng. Nếu cưới nó thì con phải khổ cả đời đấy, con có biết không? Không nói nhiều, cha mẹ đã tính xong cả rồi. Con phải làm dâu nhà Tạo Mường. Cha, mẹ, con nhất định không lấy ai ngoài chàng Khum cả. Xin cha mẹ hãy hủy lễ cưới ạ. Lại con cái à, bà dẫn nó vào phòng chuẩn bị váy cưới đi. Trước khi nhà Tạo Mường sang, cấm nó bước một chân ra khỏi nhà. Không, con thà chết chứ không phản bội chàng. Bang, đã ra khỏi nhà là không có đường quay lại đâu. Mình sẽ đến tìm chàng rồi cùng chàng nghĩ cách. Hai đứa sẽ đến cầu xin cha, hy vọng cha sẽ hiểu và tác thành cho. Nếu không được, mình và chàng sẽ trốn sang bản khác sinh sống. Chỉ cần được ở bên cạnh chàng là mình hạnh phúc rồi. Chàng ơi, nhanh mở cửa cho em. Chắc là chàng lên núi cao bẫy thú rừng rồi,
mình phải đi tìm chàng. Mình cứ buộc chiếc khăn ở đây, chàng về thấy chiếc khăn này sẽ biết mình đã đến tìm. Mình nhất định phải tìm được chàng. Chàng ơi, chàng đang ở đâu? Có nghe thấy em đang gọi chàng không? Chàng ơi! Chàng ơi, chàng đang ở đâu? Có biết em đang đi tìm chàng không? Em sợ mình không ngượng nổi đến lúc gặp chàng mất. Chàng ơi, nhanh trả lời em đi. Mình không được gục ngã, mình phải tìm được chàng. Kỳ lạ thay, từ tảng đá ấy mọc lên một cái cây. Cây lớn dần rồi nở thật nhiều hoa, với những cánh mỏng trắng muốt cùng nhụy điểm màu tím thủy chung. Đây là chiếc khăn của nàng Ban mà. Nàng đã đến tìm ta, nàng đi đâu rồi? Ta phải nhanh tìm gặp nàng mới được. Hãy đợi ta, ta sẽ tìm được nàng. Nàng ơi, nàng Ban ơi, nàng Ban ơi, nàng đang ở đâu? Nàng đang ở đâu? Nhất định ta sẽ tìm được nàng. Ôi, bông hoa trắng muốt đẹp và tinh khiết làm sao. Bông hoa đẹp, tinh khiết như chính tâm hồn nàng vậy. Về sau, người đời gọi loài hoa trắng muốt điểm xuyến nhụy tím này là hoa ban. Và loài chim do chàng khum hóa thân thành thì luôn quấn quýt bên những cây hoa ban, như thể hiện mối duyên tình truyền đời truyền kiếp. Ngày nay cứ mỗi độ xuân về, khắp núi rừng Tây Bắc lại ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa ban bung nở. Ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa ban, người đời lại nhắc nhớ về chuyện tình thủy chung nhưng đầy bi thương của nàng Ban và chàng khum thuở ấy. Chuyện đàn ngỗng trời. Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Ba ơi, cánh của chúng con mỏi nhừ cả rồi. Mới bày có thế đã mỏi, các con phải tập luyện nhiều vào. Không bao lâu nữa, chúng ta còn phải bay một quãng đường xa để tới được phương Nam tránh rét đấy các con. Các con thấy dây leo dưới góc kia chứ? Nếu không nhổ nó đi, ba e là có ngày nó sẽ gây tai họa đấy. Sắp tới ba có việc đi vắng mấy hôm, các con ở nhà nhớ bảo nhau nhổ nó đi trừ họa sau này nha. Ba nói thế nào ấy chứ? Một cái dây leo bé tí thế kia làm sao mà gây họa cho chúng ta chứ? Chị nói đúng quá, ba cứ khéo tưởng tượng ra rồi lo à. Con thấy dây leo này còn ra hoa đẹp đấy chứ, cứ để đó đi ba. Các con cứ nghĩ đơn giản như thế thì sẽ chẳng bao giờ rèn được bản tính phòng vệ mọi lúc mọi nơi cho mình. Chúng ta là loài di cư, ngoài kia nguy hiểm luôn rình rập các con, có biết không? Ôi dào, ba đừng lo, chúng con biết mà. Ở đời mọi thứ đều phải lường con à, mai ba phải đi rồi. Nếu không, ba có thể xuống dứt dây leo ấy đi cho các con. Nhớ lời ba dặn chưa? Ba đúng là cái gì cũng lo quá lên. Thôi được rồi ạ. Ba cứ yên tâm đi. Mai chúng con sẽ làm. Còn bây giờ chúng con xuống sông tắm đây. Mặt trời sắp lặn rồi. Các con không nghe lời ba, bảo nhổ cái cây dây leo thì không đứa nào làm. Giờ nó đã to thế kia, rễ cũng bám rất sâu, muốn diệt nó rất khó. Dạ, chúng con quên, nhưng ba đừng lo, chúng con cứ đi kiếm mồi đã. Tối về chúng con sẽ nghĩ cách phá nó. Các con nhớ đấy,
đừng để mọi thứ trở nên quá muộn. Đây rồi, ở đâu ra cái dây leo to lớn chắc chắn thế này? Ta chỉ việc bám vào nó, leo lên tổ ngỗng để đặt bẫy thôi. Bẫy thế này chúng nó mà về cùng lúc là ta thu được cả một mẻ luôn, tuyệt quá. Ba ơi, cứu chúng con với. Các con đã thấy chưa, tai họa đến rồi đấy, kêu cứu giờ ai thấu. Giá như các con nghe lời ba thì đâu đến nỗi mắc bẫy ngay trong tổ của mình. Ba ơi, chúng con đã biết sai lầm của mình rồi. Ba có cách nào để thoát ra không ạ? À? Nếu không chúng ta sẽ chết mất thôi. Mắc kẹt trong bẫy thế này rồi, còn cách nào để thoát được nữa? Vậy là chúng ta chết chắc sao ba? Ba ơi, con muốn bay về phương Nam cơ. Con không muốn kết thúc tất cả ở đây đâu. Tất cả là tại chúng con đã không nghe lời ba. Chắc chúng nó đã ngấm đủ tuyệt vọng rồi. Có như thế này thì mới hiểu kỹ năng phòng vệ quan trọng ra sao trong cuộc chiến sinh tồn. Bây giờ thế này nhé. Làm thế nào hả ba? Ba nói nhanh, không chúng con chết mất thôi. Các con nghe kỹ này. Sáng mai khi gã thợ săn xuất hiện, tất cả chúng ta phải giả chết, vờ xóa hết cánh ra. Dạ, chúng ta sẽ giả vờ chết. Rồi sao nữa hả ba? Gỡ xong người nào, gã sẽ để người đó sang bên và gỡ tiếp. Các con lúc ấy phải tuyệt đối nghe theo lệnh của ba. Khi thấy thợ săn gỡ xong người cuối, ba sẽ kêu lên một tiếng và tất cả phải vùng lên bay đi nhanh hết sức. Ba nhắc lại, các con phải tuyệt đối nghe theo hiệu lệnh của ba, nếu không chúng ta sẽ không thoát được đâu. Vâng, vâng ạ. Đúng là trúng to rồi. Chúng chết cả rồi sao? Trời đất ơi! Cây cỏ bé thế, em không phải nhổ đâu. Phải nhổ hết, ba dạy rồi. Bài học chết người còn đó, anh cứ thế, còn có ngày... Nàng công chúa ngủ trong rừng. Ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, vua và hoàng hậu cai trị một vương quốc yên bình, xinh đẹp. Thượng đế đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu điều đẹp đẽ trong cuộc đời này rồi. Giờ thiếp chỉ còn một mong ước duy nhất là chúng ta có một mụn con. Điều hoàng hậu mong ước sẽ thành sự thật. Đến mùa xuân, hoàng hậu sẽ sinh con gái. Ôi, thật vậy sao? Đúng như lời tiên tri, hoàng hậu đã sinh cho ta một cô công chúa xinh xắn. Ta sẽ đặt tên con là Công chúa Hoa Hồng. Người đâu, hãy chuẩn bị cho ta một bữa tiệc linh đình để cả lâu đài chúc phúc cho cô công chúa bé nhỏ chào đời. Dạ thưa vâng ạ. Công chúa nhỏ bé, ta ban cho con sức khỏe. Ta ban cho con có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến ai nhìn thấy cũng phải yêu quý. Ban cho con đức hạnh, giàu sang phú quý. Các người dám khinh nhờn ta, không mời ta đến dự buổi lễ hôm nay ư? Ta sẽ khiến cho các người phải trả giá về điều này. Hãy nghe lời nguyền của ta đây. Đến năm thứ 15, công chúa Hoa Hồng sẽ bị một mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết. Không, con của ta còn không thể chết. Xin vua và hoàng hậu chớ lo lắng quá. Ta không thể hóa giải lời nguyền độc địa kia, nhưng ta có thể làm giảm bớt nó đi. Công chúa Hoa Hồng sẽ không chết, mà chỉ ngủ một giấc ngủ dài trăm năm, rồi một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú sẽ đến với nàng. Con ta mỗi lúc một lớn lên, một thông minh và xinh đẹp, đúng như lời chúc phúc của các bà tiên. Thần thiếp vẫn lo lắng đến một ngày khi mà con chúng ta tròn 15 tuổi. Nàng yên tâm, ta đã ra lệnh tịch thu và cấm tất cả thần dân trong vương quốc, không ai được quay sợi rồi, phòng trừ mọi hiểm họa cho công chúa của chúng ta.
Bà ơi, bà đang làm gì vậy? Bà đang ngồi kéo sợi cháu gái ạ. Ồ, kéo sợi ư? Cháu chưa nhìn thấy bao giờ. Bà cho cháu thử làm với nhé. Ờ, tất nhiên rồi, cháu gái. À, vậy là cả lâu đài chìm trong giấc ngủ sâu. Những bụi cây hồng gai mọc dần lên che phủ cả lâu đài thành một khu rừng lớn. Khu rừng rậm toàn hồng gai cổ thụ chìm trong giấc ngủ dài. Đó, chuyện xảy ra lâu rồi, nghe các cụ nhà tôi kể lại. Cả kinh thành và nàng công chúa hoa hồng xinh đẹp đã chìm trong một giấc ngủ dài, có lẽ cũng đã được cả trăm năm rồi. Nhất quyết ta sẽ phải vào bên trong để cứu công chúa. Thưa hoàng tử, nguy hiểm lắm ạ. Nhiều người vào trong lâu đài cũng đã phải bỏ mạng giữa những hàng rào gai đó rồi ạ. Nhất định ta phải vào cứu nàng. Nàng đẹp quá. Ngay sau đó, lễ cưới giữa hoàng tử và công chúa hoa hồng xinh đẹp đã diễn ra. Hai người sống với nhau hạnh phúc trọn đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.